Các bạn ơi, đang đi tìm cái vườn thanh long này, nó rộng quá nên không biết là cái bọn này nó trốn ở đâu ấy. Mình đi cứ ngóc hết ngóc này ngóc khác mà vẫn chưa thấy các bọn đấy. Không biết là trôi ở chỗ nào rồi, liệu có ở vườn thanh long không hay chạy hết đầu đâu rồi. Chào các bạn đã đến với kênh Hà Hí nhá. Hôm nay chị em mình đang có mặt tại vườn thanh long. Và vừa vườn thanh long thì chúng mình sẽ phải làm gì? Vào vườn thanh long mình ăn. Nhưng mà chị thấy nghe cái ý kiến là chơi trốn tìm. Chơi trốn tìm rất là hay các bạn ơi. Tìm Hà thì chưa chơi trốn tìm bao giờ cả. Vậy thì hôm nay chị em mình sẽ chơi trốn tìm. Vậy thì ai sẽ là người đi trốn bây giờ? Chị Hà. Bọn em đi trốn, chị Hà đi tìm. Tưởng chị Hà đi trốn chứ đang thấy rảnh. Thế thì ba bọn em đi trốn đúng không? Chị Hà sẽ là người đi tìm đúng không? Vâng. Đếm từ 1 đến bao nhiêu? 1 đến 500. 1 đến 500, nhớ là chỉ chơi trong cái khu vực này thôi nhớ chưa? Vâng. Đi xa quá chị Hà tìm đến mãi không thấy đâu các bạn. Vâng. Các em đã chuẩn bị sẵn phương tiện chưa? Rồi ạ. Phương tiện để quay của chúng em các em là gì? Điện thoại. Here we go. Chị Hà sẽ dùng gâu nha. Bây giờ chị Hà sẽ đếm từ 1 đến 500 chuẩn bị bắt đầu nhá. Bắt đầu chuẩn bị nào. 1 2 3 4 5 6. Bây giờ cái tụi đấy đi trốn rồi. Mình sẽ ở đây đến 500. Bây giờ mình đếm đến 6 rồi mình cứ ngồi đây, khi nào đợi một lúc đến 500 là vừa các bạn. Đợi một lúc là 500 rồi còn đâu nữa. Đâu cần phải đếm nhiều, đau hết cả họng luôn. Nope. Trốn kia rồi nha. Hello, xin chào tất cả các bạn. Các bạn, đố các bạn biết mình đang làm gì? Các bạn, chắc các bạn không biết đâu. Các bạn, hẳn vào xem kênh Hà Hí là các bạn biết. Con Long, mình đang đi trốn chị Hà. Cái bọn này tự nhiên mình nhắc trốn kỹ làm gì, bọn nó trốn tìm học luôn. Nhưng mà nghe thấy giọng nhá. Kia thì là bạn Miu. Đây là bạn Ngọc. Ôi bạn Ngọc này. Ôi bạn Ngọc đi trốn ở đây luôn này. Thôi mình đi trốn xa hơn bạn. Mình đi ra chỗ này trốn nhá. Bây giờ mình sẽ đi tìm chỗ trốn thôi các bạn. Đây, mình đã nhìn ra một cái chỗ chân ái. Mình sẽ chui vào trong cái vườn. Vườn này, cái chỗ này này. Đây. Đây nhá. Mình sẽ chui vào trong này. 100. Chắc là từ lấy vào hơn 100 đấy các bạn nhỉ. 200 rồi. 200 năm. Ta tự nhiên lại có đến 200 năm ở đây các bạn. Thấy bước chân thôi. Mà chơi thấy không công bằng thôi. Bây giờ mình sẽ nặng im để mình đếm nhá. 5, 10, 15, 20, 30. 5, 10, 15, 20, 30. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1. Quen ẩu rồi các bạn. Không đếm được ngấy đâu. Không đếm được chuẩn mất rồi. Mình cứ đợi một lúc là 500 là vừa các bạn ạ. Chắc chắn luôn. Mình là người lớn mà. Mình phải chơi nha. Thành thật. Nhiều cái bọn này trốn nó vẫn nói chuyện. Mình phải thành thật một chút. Các bạn ơi, bọn mình mấy cả bạn trà này đang đi trốn các bạn. Mệt lắm. Không biết chị Hà có bắt được mình không đây. Bắt được mình đầu tiên là mình chết luôn đấy các bạn ơi. Cầu mong bắt hai bọn kia đầu tiên. 450, 460, 470, 490, 500. 500 rồi nhá. Chị bắt đầu đi tìm thế này. Chị đi tìm đây. Trốn kỹ vào. Nhớ lộ lộ ra. Các bạn ơi, mình sẽ trốn. Trời ơi, các bạn ơi, bạn Ngọc trốn ở đây. Chị Hà đi qua đây, mình chẳng phải là chị Hà nữa, mình đi đến đây. Ngọc lại. Run. Ôi, bạn Miu này các bạn ơi. Hello, bạn Ngọc kìa. Đi trốn đi các bạn. Thôi đi trốn đi bọn mày ấy. Tìm một cái bọn này. Vừa thì mình nghe là nó hướng ở đây. Bạn ơi, đây là chỗ bạn Ngọc trốn. Đấy, giờ mình sẽ đi trốn. Mình sẽ đi trốn một chỗ bí hiểm, không ai tìm ra được.
Nó là trốn ở đâu? Ở đâu? Các bạn biết không? Nope. Ở đâu? Ở đây nha, rất là nhiều thanh long luôn các bạn ạ. Mở thanh long chín thôi, đỏ rồi. Cho nên là mình lấy một mình trốn vào mấy cái thanh long, mình nghĩ là 50% là 50% là may mắn, 50% là xui xẻo nha các bạn. Thế chứ nghĩ bây giờ sẽ đi ra đây, cái đầu này là nước hay sao ấy. Ồ, đây là nước. Không biết ở đâu nhỉ? Mình ở đây hai bên đều là nước hay sao ấy. À đây, nhìn thấy dấu chân các bạn. Đây là dấu chân này. Dấu chân này vừa đi qua. Đây. Đây có vừa có dấu chân đi qua. Giờ sẽ úi giời. Sẽ xe lên phía trên ta nào. Các bạn ơi, mình đang lên. Sợ chị Hà phát hiện. Các bạn ơi, mình vẫn đang đi tìm. Cái vườn thanh long này nó rộng quá, nên không biết là cái bọn này nó trốn ở đâu ấy. Mình đi cứ ngóc hết ngóc này ngóc khác mà vẫn chưa thấy các bọn đấy. Không biết là trôi ở chỗ nào rồi. Liệu có ở vườn thanh long không hay chạy hết đầu đâu rồi. Ở bên kia khác. Bạn Ngọc thì bạn này trốn trên cây. Chà chưa, chưa tìm thấy chỗ này. Tớ chạy thôi chứ. Các bạn đoán mình sẽ bắt được ai trước? Có Trà này, Ngọc này, Miu. Xem ai sẽ là người bị bắt trước. Nghe giọng. Nghe giọng rồi nha. Nghe giọng của ai rồi nha. Mình nghe thấy giọng của bọn đấy ở đầu này. Mình sẽ ra cái đầu này. Xem ở đâu. Cái thanh long này cũng khó trốn đấy các bạn. Nhìn đây, trốn xa xa mình không thấy, chứ còn trốn gần là mình biết hết. Đây không có, ta đầu này này. Đây có một chiếc cầu bằng nào, khuyệt. Đây là một gần thanh long, làm thế không bị đấy. Đâu ta? Không biết ở đâu. Mẹ nghe thấy. Phải nói bé thôi, bọn này nó biết. Tìm thấy. Ngọc với Trà. Tự nhiên hai đứa đi cùng với nhau này. Không, em ra chiếu lên cây. Con Trà đã đi tìm chỗ khác. Thế thì bị tóm rồi. Hai đứa bị tóm luôn. Cùng lúc tóm được hai đứa luôn. Thế bây giờ là còn mỗi Miu thôi các bạn. Bây giờ sẽ đi tìm Miu. Không biết Miu có trốn cưới không? Đi trốn tìm mà đi cùng nhau là chỉ có bắt một mẻ thôi các bạn. Này, bọn em nghĩ Miu nó sẽ trốn ở đâu? Em nghĩ là chắc trốn vào trong nhà. Trốn vào nhà? À. Ở đây có tiếng chó kêu đúng không? Vâng. Bây giờ mình sẽ vào phía bên trong nhà thử xem là có bắt được Miu không? Bắt thì không ai sớm hơn, không ai muộn hơn là bắt cùng một lúc chứ. Mình đã nghe thấy tiếng của bạn Ngọc và bạn Trà rồi. Có khi nào các bạn ấy bắt được mình rồi không? Ui, các bạn ơi. Các bạn ơi, mình bị bắt rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi tìm nốt của Miu nữa. Miu biết trốn tận đâu. Hai tên này thì bắt dễ lắm. Trốn không chui chỗ nào khó trốn. Trốn ở cái chỗ mà hai đứa cùng đứng rồi díu dít nói chuyện với nhau. Con Ngọc ơi, con Ngọc. Hả? Đi xuống thì chơi không? Đi, đi tìm Miu nào. Đi không tìm được Miu à? Nghe thấy tiếng của chị Hà và Ngọc và Trà thì không biết em chả biết rồi. Em ấy phải trốn khúc quanh nhà thôi. Chị Hà ơi, mắt em. Nhà ơi, mắt em sẽ nhắm hay em nhìn được. Là trốn ở đây à? Bắt đục Miu rồi nhá các bạn. Các bạn thấy mình trốn tài không các bạn? Trốn mà không bị bắt mới tài, còn trốn mà bị bắt luôn là không tài rồi các bạn. Nhưng mà em cũng là người bị bắt cuối cùng mà chị ấy. Các bạn ơi, vậy là mình đã bắt được cả ba bạn nhá. Miu là người cuối cùng. Nhưng mà Miu vẫn bị mình tóm được, bị các bạn ấy tóm được. Thế nên là cũng không được phần thưởng gì cả. Video của chúng mình xin kết thúc ở tại đây. Các bạn nhớ đăng ký này và like, theo dõi và chia sẻ cho kênh Hà ý nhá. Nhớ ấn chuông theo dõi nhá. Đăng ký nữa. Bây giờ bye bye các bạn. Bye bye các bạn nha.